mới 6 tháng này là mới tập ăn máng, cho hồi lúc 2 năm mấy trước là bốn chai. Nói cho nghe nè, tại vì tao muốn biết mấy mấy chị ha, không đừng buồn ha, bỏ thằng tiền nó ra. Công nhận luôn á. Hồi đó không hả, không là gì tao gót nè. Thôi. Hello, xin chào tất cả mọi người. Mình là Thảo 1990 Vlog đây. Hôm nay mình sẽ dẫn mọi người đến gặp con heo sáu móng mà thường thường á người ta gọi hay gọi là ông Hợi đó. Thì con heo đó là ở tại chùa Kỳ Lâm, ở bên bên cái cầu Bình Thủy á các bạn, cầu Bình Thủy châu Phú An Giang á. Thì mình sẽ chỉ địa chỉ tận nhà cho mọi người coi luôn. Và đặc biệt hôm nay mình sẽ cho tất cả mọi người coi là ông heo biết hờn biết giận, các bạn hãy theo chân mình ha. Bây giờ là đi tới nhà của cô Hai nha. Đây là nhà cô Hai nè. Nghe. Còn cái đường này là đường vô chùa Kỳ Lâm. Đây là đường vô chùa Kỳ Lâm. Còn cái trại mà cô Hai nuôi heo sáu móng á, ông Hợi á. À, mình dẫn mọi người vô. Con heo này cô nuôi bao lâu rồi con? 3 năm rồi. 3 năm hả? Dạ. Cái này là hồi lúc đó là mẹ nó đẻ hay là cô mua ở đâu lụm, con? Mình lụm. Lụm hả? Người ta lụm chứ không phải tôi lụm nữa. Người ta lụm con heo rồi cô nhận về nuôi hả? À, vậy là hồi lúc đó là để ta bỏ. Tức là con heo này có duyên với gia đình con rồi. Tức là chủ bỏ, biết đâu có biết chủ ở đâu ha. Bỏ đâu cỡ giấc tối vậy đó, là sáng lại gặp. À, bỏ gần ở đây không anh? Bỏ chỗ đường nước, chỗ trước cửa chùa đó. Vậy là người ta bỏ cũng gần chùa đó ha anh? Ừ, bỏ trong giỏ sách đó, rồi có đậy miếng lưới nữa. Sáng cái ông kia ông chạy nước, cái ông gặp... Ông gặp cái giỏ sách với cái nước đó, cái đầu ông mới lấy để anh bờ. Để anh bờ cái đầu mới gặp con heo đó, nó nằm cặp bên nước đó. Này kia coi cũng nhóc người chừng coi. Coi như thấy nó lạ đúng không? Ừ. Yeah. Tính ra là cái người chủ đó như là người ta cũng sợ là con heo nó có cái sáu móng đó rồi cái người ta đem lại chùa ha. Đây là mọi người. Con heo này thì được lời cô Hai kể lại là cái người chủ hồi mấy năm về trước là bỏ ông. Rồi cô Hai đem về nuôi ở ngay cái chùa, nãy chùa gì ta? Chùa Kỳ Lâm. Chùa Kỳ Lâm nha mọi người. Ừ. Ủa nghe kìa. Nói vậy em không nghe. Không nghe đó. Mà đến đây ấy quá, cũng lạc lắm. Vậy đó hả? Trời vậy là nó có cái linh tính lắm rồi. Đến đây để quay YouTube nha. Vậy có linh tính lắm rồi. Mở đầu tiên ở bằng cái chuồng gà. Cái chuồng gà của tôi, chuồng gà đóng cũng hai mái nhỏ nhỏ cao thẳng chừng thước hai vuông đó. Thì đủ bỏ mấy mùng cho ở vậy đó. Lớn quá lớn, cái đầu quay ngang chịu không nổi, cái tôi nói ước gì cũng được cái bánh lòng mấy cài mà của ai cũng cũ bán ha. Mua làm cái chuồng cho nó gọn cho mau chứ không biết ông sống nó chắc nào. Tại em thằng qua ngày sau chạy xuống dưới kia gặp cái bánh lòng nó gặp liền rồi ha, gặp liền rồi ha. Gặp liền bữa sau tôi mua. Nhận luôn. Tôi mua về cái đầu tôi hàng cho dày thêm. Ngay cái giữa cho dày cái đầu hàng bán lề cửa thì nhập bánh lòng để đến nhà ra. Nè ông ăn đi. Có gì đâu. Nè. Thấy dấu chưa nè. Chào ra. Nè. Nó hót chưa đó luôn nè. Đây là cái chân cái ấy nè. Kỹ mới thấy. Còn cái dấu nhờ nè. Nó nụ hoài biết cái... Nụ hoài biết cái nhìn kỹ. Nó nhìn như móng luôn. Thôi không nói không nữa, mình nhìn đó. Thấy muốn quạo rồi đó. Hồi nãy thấy rõ thấy không? Thôi không có gì. Đó. Rồi. Cái này ổng cũng có cái linh tính lắm nè mọi người. Muốn dặn luôn rồi kìa. Muốn dặn luôn kìa. Thôi con tôi la hoài nó không? Thấy gì mà đừng có nói, hôm nay tôi nói không biết. Thôi nhìn rõ ràng luôn á, muốn dặn luôn đó. Nói cho nghe nè, tại vì người ta muốn biết mấy mấy chị ha, không đừng buồn ha, bỏ thằng tiền nó ra. Công nhận luôn á.
mới gặp cái gì mà đừng có nói. Nhìn là biết luôn á, hồi nãy rất là vui bình thường. Đó thấy không? Không có chỉ nữa nhìn cái gương mặt kìa. Ha, còn nữa không có chỉ không nữa thôi giấu. Bận tiện la hoài nó và thấy gì mà đừng có nói. Ồ. Hồi đó ông hả không có gì là gót nè. Thôi. Dặn luôn rồi. Mặt dặn rồi thôi. Miệng ra trên gót lại không hứng cái vô óc. Biết dặn. Ông nhặn luôn rồi. Mới ăn cái máng này mới đây à, chứ còn ấy là đổ chai không mà dưới bú. Tại tao muốn biết thì mình chỉ chứ có gì đâu ha. Trời ơi. Gặp mắt. Cái này là thấy chuyện lạ luôn nha mọi người. Ha. Tại vì người ta hỏi thì mình lỡ nói thì nói cho tao biết luôn đi thôi nha, không bỏ qua nha. Cái này là mình có xem mấy cái clip của mấy cái kênh lớn, nhưng mà bữa nay mình tận mắt chứng kiến là thấy là ông Hợi là có linh tính, là dặn hờn luôn nha. Rõ ràng luôn nha mọi người. Dặn luôn rồi. Hồi nãy mới đầu rất là vui luôn. Nãy giờ nhìn cặp mắt biết á. Nhìn cặp mắt là biết liền luôn. Mà mở cửa ra cho ông đi chơi vòng vòng nó hồi cũng vô à. Thì ông cũng có cái linh tính, ông cũng biết. Thì là anh cũng mới gặp lâu mau rồi hay là mới gặp bữa nay? Mới gặp bữa nay thôi đó. Vậy nhà nó gần đây không? Ở ngoài sông rồi nè. Thì là anh chưa có duyên. Nói chứ nãy giờ ông Hợi nghe trời thấy. Đứng kìa. Cũng ông Hợi có duyên thiệt. Đó là gì á, bữa đó đi đám cưới nhà hay náo cho anh á. Rồi thằng quỷ thằng nào nào nó khui bia ngồi kế mình, tôi ngồi khui bặt nó văng vô mình tôi hoài à. Tôi với mình nó giận giận mới đi về nhà ông già tôi thằng thích này nè. Ăn đám dỗ, ăn đám dỗ uống con lít rượu rồi cái tôi mới kể cho ông Minh nghe, bị tôi chắc chắn tôi gặp rồi. Cái ông Minh làm điện lực này nè, ông nói thôi đi đẳng hàng mình coi bắt về nuôi nè. Đó lại coi bắt là hai thằng bắt rồi đầu đưa cho thằng bạn nó nuôi ngoài sông á. Nuôi con đêm một à, la lối ai cũng vỡ quan rồi, ta sợ cái vụ mà 5-6 bóng rồi nè. Cái không cho nuôi, không cho nuôi, cái mấy này vô đây đòi cắt cái chuồng, tôi nói thôi giờ đụng mới lấy cái chuồng gà thôi kìa. Cho ở đỡ đi, chừng nào mà không sống nữa thì mình tính nữa. Lấy chuồng gà ở cái bự tổ mà rồi là ông chặt nữa, mới tới cái bánh lòng đó. Đâu ai ngờ ông sống đâu. Mà nếu mà cái đám cưới hôm qua mà suôn sẻ đó ha, là tôi không về trong nạn đám dỗ ha. Điều hẳn lọt những tiếng ngoài hồ thì nữa cũng chết rồi. Cái đó cũng như khiến như cho anh về cứu ông vậy. Mà gặp thêm thằng bạn thằng đó nó cũng có cái lòng nữa. Đâu ông đưa tôi găng ông đâu mà sao bữa nay không thấy gì nè. Đen rồi, ăn vô gao ít đen rồi. Trời, công nhận nó mến. Có bốn cái găng dài. Nó biết cái người vũ cho nó ăn, cô hai cho nó ăn, thấy sao nó mến. Sao cái này không? Ông hả vô đây nè, ông mắc cái găng ông la hoài nè. Mấy cuộc cái này thêm vô nè. Lúc còn nhỏ là em đi là cửa uống xinh xinh là heo này đó hả? Ông thọt cái mỏ ở đây ông cắn gì nè, cái găng nanh nó máng vô cây ngang nè, ông rút ra không được. Thường á để rút ra hạ cái miệng xuống rút, còn ông đau á thì ông cắt cái mỏ lên nè thì cái găng nó máng vô đó hoài ông rút ra không được. Cả nửa năm nay là mới ăn cái này đó cô hai. Cả nửa năm nay là mới ăn mà cái máng gì phải không? Còn lúc 2 năm mấy trước là nó bú không phải không? Bú là cái gì? Đúc bú chưa thể không ăn. Múc vô từ bình rồi đúc. Hai năm trước là đúc bú không hả? Chứ không ăn. Đúc rồi cả tháng 6 tháng sau mới bú rồi đó, lâu quá rồi ai đâu mà ở không cho bú. Cái đầu mới múc đầy chai đó. Tập cho ăn. Hả miệng đổ. Lý gần quen. Đổ ông hứng lê hả miệng hứng là hết chai múc chai khác đổ, rồi tới mới 6 tháng này là mới tập ăn máng, cho hồi lúc 2 năm mấy trước là bú chai. Thức ăn như ngâm thành nước để vô chai rồi bú chứ không có cho ổng không ăn. Con heo này mình có đặt tên gì không anh? Không. Mình chỉ nói con heo thôi ha. Kêu heo không mà chứ đâu có tên bậm gì đâu. Có, tôi kêu một cái lạ thấy tôi kêu thằng ông. Tại vì thấy những cái mã mà người ta nuôi đó, tôi kêu thằng ông, mình kêu thằng ông Hại luôn. Kêu ông Hại luôn hả con? Cái mã mà như anh muốn có coi trên mạng mấy ông heo năm móng rồi đó. Bắt đầu dùng dưới á. Dạ. Con này là con heo đực hay heo cái gì cô? Con quên, con này dừng quên coi nữa. Nó cái giò bên trái đó. Ông có biết nghe không? Có nghe mà nhưng có lúc thì cũng không nghe mà có lúc nghe. Có lúc nghe lời đúng không? Có lúc cũng nghe lời lắm. Có lúc đặt ví dụ như mình nói ỉa con ơi có chỗ gì đó thì mình thấy cũng yên vậy. Rồi vài ngày thì cũng đổi lại chỗ khác.
À, cô nuôi con heo này cô có cảm giác nó làm sao không? Cũng bình thường hay là có thấy giống nó hơi lạ người ta đấy? Là nói gì nó lạ hay là trong gia đình mình lạ? À, tức là thấy nó lạ mình có thấy nó hơi sợ sợ gì không? Chứ nếu mà mấy người khác là không dám nuôi đó. Sợ thì người ta không có dám nuôi nhưng tôi cũng sợ. Tôi nghĩ rằng là mình thấy nó cũng như là mình vậy thôi chứ không có gì mà sợ xui xẻo hay là gì, không nghĩ vậy. Chứ phần phải nói là cũng có cái duyên với mình đúng không ạ? Lại sao cái chủ nó không nó không nuôi mà lại đến tay của mình. À, có lẽ là một cái duyên đó gì ta. Tại chủ nó sợ gì đó mà nó nuôi nó thấy lạ thì ta bỏ. Nói chung thì người ta gặp cái này người ta phải sợ rồi. Thí dụ như cái con heo này mà có người mà hỏi mua cô có bán không con? Không. Dạ, cô không bán ha. Ví dụ như tôi cũng không bán. Dạ. Tại vì tôi cũng thấy nhiều cái lạ, cái như đặc ví dụ như ở trên gia đình tôi là bức rứt hay là những cái gì đi chăng nữa mà tôi bước chân xuống đây là trong lòng tôi không có cái gì mà để quạo gõ hay là thoải mái là ổng ỉa hay là gì tôi tự dội chứ không có cằn nhằn hay là gì hết, tôi thấy lạ nhiều cái vậy. Dạ. Giống như khi mình gặp ổng là trong lòng thấy thoải mái đúng không? Cái này theo cái khoa học á, người ta nói cái này cũng như là nó như biến dạng ấy. Cái này là hồi lúc còn nhỏ nó đã vậy, còn mà theo mà bên mà Phật đồ tâm linh á, người ta gọi là bên tâm linh á, thì cái này á, như là mấy cái người mà người ta đem bỏ heo đồ đó người ta sợ, nhưng mà theo cô không có sợ ha cô? Không, cô không nghĩ điều đó. Dạ. Như kiểu như là nó không có đem cái may mắn cho mình đó, mà cô thì cô không sợ. Nhưng mà cô nói là khi mà trong lòng buồn bực kỳ gì đó mà gặp là thấy... Không, ý cũng như nói đối gì gia đình mình, ví dụ như mình buồn con mình hay là la gầy chăng nữa, mà nếu tôi bước chân xuống đây là tôi không có cái gì mà để... Chúng mình nó giải, giải quay ha. Ví dụ như ỉa tùm lum giờ tôi cũng vẫn bình thường chứ tôi không cần nhận luôn, nó tôi vẫn rửa bình thường, không có gì. Còn ai nói gì thì kệ ai, nhưng mình thấy sao thì mình... Dạ. Kiểu như ở trong nhà thí dụ có chuyện lục đục mà buồn bực gì đó là cái cô thứ mấy con? Thứ hai. À, cô hai ra đây với cái chuồng của ông Hợi, kêu này ông Hợi. Thì thấy cảm thấy nhẹ lòng đó cô hai. Mà lúc đó tôi đừng có lụm ổng có khoảng chừng một tiếng đồng hồ nữa chứ đừng có thể chết bị lúc lại tôi. Dạ, lúc đó là kiểu như là chắc cũng đi hết nổi rồi là nằm đứng liêu xiêu rồi. Nó đem mà theo heo là kiệt sức rồi, không đó kiệt sức theo heo nhỏ vậy á, cũng chưa chắc đưa chai vô bú mà quay ngang đưa chai sữa vô rồi là bú chục bú hết cái bình sữa rồi là quay ngang đứng chạy trời tung tăng liền. Ví dụ như ai mà nói đánh mỏng trong lòng tôi cũng như là dường như là nói là đánh dòng họ mình hay là la gầy đó, trong lòng thấy xót lắm, thấy nó khó chịu trong lòng lắm ha con. Đúng rồi, cũng như là ai nói nặng dòng họ mình dạ rồi đánh đập ổng, ý tôi không, cái này nó cũng có một cái gì bộ có người đòi đánh sao? Thì thí dụ như đặt ví dụ như trong nhà mình nói phá quá quýnh hay là gì là trong lòng mình thấy nó cũng hơi như là nói như ai nói gì giống như nói người thân mình ha. Sau đó như có cái duyên cô với ông Hợi. Cái này tính ra là nó khoảng bây giờ nó khoảng bao nhiêu ký cô hai? Trăm ngoài á. Hỏi cô như cô nằm bao có thể chia sẻ được con đoạn ngắn đi. Cô đứng ngay nói chứ cô đứng gần gần giống nhau đi. Phan cô. À, rồi cô nói đi con. Ổng sau đực mà ổng đẻ. Ổng đẻ một đống vậy đó mà con nào lấy lớn vậy nè. Mà nó muốn chết hết rồi cái tôi nói trời ơi không có hay sớm mà lột, rồi tôi cầm tôi lột ra thì nó vẫn sống. Rồi ổng chết, ổng đẻ rồi ổng chết. Tức là cô nằm mơ thấy con ổng tức là mà tôi thấy mấy lần ý mình nói như ổng đực mà sao. Dạ, là cô nằm mơ cô thấy ổng đực mà sao mà là ổng lại đẻ nguyên bầy con ha. Mà ổng đẻ ra rồi ổng chết. Đẻ rồi chết. Rồi tôi ngồi tôi lột. Lột ra con nó lấy cùng tay người ta vậy nè. Lột theo con hả cô? Là... lột trong cái bọc ra. Lột cái bọc ra. Tức là cô ấy giờ cô cũng chưa có kể cho ai cái vụ này ha. Chị không nói đâu. Rồi cô khi mà cô lột cái ra là mấy con heo đó nó sống mà ông Hợi lại mắc. Ông đẻ rồi cũng chết. Cũng như cô sợ một ngày nào đó giấc mơ kia nó trở thành hiện thực rồi cô buồn đúng không? Năm nay là 3 năm hả cô hai? 3 năm rồi. Đúng rồi. Nuôi ông Hợi là 2 tháng 4 rồi. Dạ. Ước cái sao mà sáng bữa sau đi mua cái gặp người ta cắt cái cầm thẳng lên. Dạ. Chỉ hàng mới thẻ vô cho vậy đừng có. Ở đây là Hợi là lúc trước là nuôi ông Hợi là nuôi cũng nuôi với nuôi bằng cái bánh này nè. Đâu là lúc đó khoảng bao lâu anh? Lúc đó là nuôi ông cũng cỡ là ông khoảng cỡ từ lụm nó cỡ 7-8 tháng là gần cả năm ha. Ừ. Là gần cả năm là nuôi ông Hợi là bằng cái lồng này. Sau này mới dời qua anh kia.
giờ lại đó cũng nuôi bằng cái bánh lòng rồi nữa, người ta cũng bự quay bự quá chặt đó phải không? Ừ, dạ. Xây chuồng. À. Mua về hàng làm cửa này kia. À. Đây là cái bánh lòng mà nuôi ông Hợi hồi còn nhỏ nha mọi người, hồi lúc khoảng chừng một năm đổ lại á.